Trong căn nhà của ông Trần Xuân Lệ, sinh năm 1949, trú khối 12 phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Nghệ An, thứ quý giá nhất có lẽ là tấm huy chương kháng chiến hạng 3 và chiếc tivi cũ. Gọi là nhà nhưng thực chất nó chỉ như túp lều, chắp ghép từ những mảnh gỗ tấm phên cũ. Năm 1968, ông Lệ nhập ngũ, biên chế vào tiểu đoàn 14 tỉnh đội Tây Ninh, lúc đầu là phụ trách khẩu tiểu liên Đại Liên, rồi chuyển sang B40-B41. 3 tháng sau khi đất nước thống nhất, ông Lệ trở về địa phương, thì mảnh đất cắm rùi trước khi ra đi người khác đã đến ở. Hợp tác xã giao cho ông chiếc thuyền, vừa làm việc vừa lấy đó làm nhà. Năm 1976, ông Lệ lấy vợ rồi lần lượt sinh 6 người con. Cả gia đình chen chúc trên chiếc thuyền, vừa là nhà vừa là kế sinh nhai. Năm 1978, trận bão lớn quét qua, con thuyền lật úp giữa dòng sông. Toàn bộ giấy tờ liên quan đến đời quân ngũ của ông Lệ bị nhấn chìm, chỉ còn lại tấm huy chương kháng chiến hạng 3. 3 người con đột ngột qua đời khiến bà Ngô Thị Hồng như phát điên, ra ngẩn vào ngơ. Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng khó khăn gấp bội. Năm 2013, chính quyền địa phương cho gia đình ông Lệ mượn mảnh đất hiện tại để dựng nhà tạm sinh sống. Tôi sống từng này tuổi rồi, vào sinh ra tử cũng đã từng, cũng chẳng sống được mấy hồi nữa. Thương mấy đứa nhỏ, đến chỗ đặt lưng những ngày mưa dầm gió bấc cũng không có cho tử tế. Giờ chỉ có 2 ước nguyện thôi, là có mảnh đất con, đủ để dựng cái lều cũng được, để khi nằm xuống con cái có chỗ thở phụng. Thứ nữa là có điều kiện trở vào đơn vị cũ, xin lại giấy tờ gốc để làm chế độ mất sức lao động, đỡ phải phiền lụy con cái sau này. Sống gần hết đời người, điều ước của ông nghe thật xót xa.